đôi khi bị hoang tưởng chứ. Hoang tưởng sao? Hoang tưởng nặng hay nhẹ? Tức là hoang tưởng ví dụ là con đi đi đâu á, con tay hộp lại đi đâu trên trên đại khái thôi, tức là gặp một bạn nữ mà nhìn con tưởng mình nó thích con. Vậy dạ, về nhà cái hoang tưởng rồi xong rồi cứ nghĩ mình nó thích mình. Nhiều người đàn ông hoang tưởng vậy lắm. Dạ. Tưởng đâu nặng lắm mới sợ thôi. Còn cái đó thường thôi. Xin chào người đàn ông hoang tưởng. Dạ chào chị. Hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Tưởng nhiều rồi đó hả? Dạ từ hồi hồi em còn học cấp 3, cô giáo nhìn em tưởng cô gái thích em luôn. Cái này là người đàn ông tự tin. Một khao khát để một người ta thương mình á, tạo nên cái sự ảo tưởng đó. Dạ đúng rồi, ảo tưởng. Ảo tưởng sức mạnh đó. Trên mạng giờ hay có anh hay nói vậy. Ý là em biết sức mạnh em yếu thôi, nhưng mà em tự ảo tưởng mình em thôi chứ không cho người khác biết đi. Đúng rồi. Nhưng mà lúc mà mình tưởng tượng xong á, mình hoang tưởng xong rồi mình có nói không? Mình có nói cái điều mình nghĩ không? Dễ gì dám nói. Không dám nói chị, tức là mình biết mình nghĩ mình vậy thôi. Ừ. Ví dụ như ở trong công ty có nhiều bạn nữ nhìn em tưởng thích em nhiều khi ngại ngại đó. Rồi về nhà cứ tưởng tượng. Tưởng tượng là bạn trong ngủ mơ bạn nói lấy mình gì á. Vậy là hoang tưởng nguyên công ty luôn á. Dạ không chú, ít hả chú. Chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Chào chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Văn Lâm. Hiện tại em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống tại Bình Dương. Đang làm việc tại quận 9. Lâm làm gì? Dạ hiện tại thì con đang làm kỹ sư quy trình sản xuất cho một công ty Nhật Bản. Dạ là tức công việc của con tức là con chuyển giao cái công nghệ từ bên Nhật Bản chuyển về Việt Nam. Về máy móc đó hả? Dạ. Mời nhà gái. Dạ xin chào chú Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả. Thì em tên là Trần Việt Hà, em sinh năm 2000. Em đến từ Bình Dương và hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của ngành giáo dục tiểu học tại trường Đại học Phú Dầu 1 ạ. Lâm hỏi coi Bình Dương chỗ nào đó? Dạ em ở Dĩ An ạ. Vậy là gần anh luôn á, anh cũng Dĩ An đây nè. Bây giờ thì ưu điểm khuyết điểm của mình là gì Lâm? Dạ thưa chú Quỳnh Linh thì con có ưu điểm đó là con tự nhận mình là có tính tự lập khá là cao. Có ý chí cầu tiến cho công việc, có trách nhiệm những hành động và lời nói của mình. Tốt. Con cũng không hút thuốc, biết nấu ăn để ăn thôi. Chứ không ngon chứ. Có đam mê thể thao, nhất là bóng đá. Có đam mê nghệ thuật nhưng mà không hát hay. Con là quê đâu? Con ở Ninh Thuận chứ. Bây giờ mình sống Bình Dương, sống với ai? Con hiện tại con sống một mình. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm của em đó là em đôi khi bị hoang tưởng chứ. Hoang tưởng sao? Hoang tưởng nặng hay nhẹ? Tức là hoang tưởng ví dụ là con đi đi đâu á, con tay hoặc lại đi đâu trên trên đại khái thôi, tức là gặp một bạn nữ mà nhìn con tưởng mình nó thích con. Vậy dạ, về nhà cái hoang tưởng rồi xong rồi cứ nghĩ mình nó thích mình. Nhiều người đàn ông hoang tưởng vậy lắm. Dạ. Tưởng đâu nặng lắm mới sợ thôi. Còn cái đó thường thôi. Xin chào người đàn ông hoang tưởng. Dạ chào chị. Hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Tưởng nhiều rồi đó hả? Dạ từ hồi hồi em còn học cấp 3, cô giáo nhìn em tưởng cô giáo thích em luôn. Cái này là người đàn ông tự tin. Một khao khát để một người ta thương mình á, tạo nên cái sự ảo tưởng đó. Dạ đúng rồi, ảo tưởng đó. Ảo tưởng sức mạnh đó. Trên mạng giờ hay có anh hay nói vậy. Chỉ là em biết sức mạnh em yếu thôi, nhưng mà em tự ảo tưởng mình em thôi chứ không cho người khác biết đi. Đúng rồi. Nhưng mà lúc mà mình tưởng tượng xong á, mình hoang tưởng xong rồi mình có nói không? Mình có nói cái điều mình nghĩ không? Dễ gì dám nói. Không dám nói chị, tức là mình biết mình nghĩ mình vậy thôi. Ừ. Ví dụ như ở trong công ty có nhiều bạn nữ nhìn em tưởng thích em nhiều khi ngại ngại đó. Rồi về nhà cứ tưởng tượng là bạn trong ngủ mơ bạn nói lấy mình gì á. Vậy là hoang tưởng nguyên công ty luôn á. Dạ không chú, ít hả chú. Bây giờ thì cái sự ảo tưởng hoang tưởng nó biết rồi, nhưng mà bây giờ con có mấy mối tình rồi? Dạ con thưa chú là con có 3 mối. Chính ba có 3 mối. Mối dài nhất là mấy? 3 năm rưỡi chú. Cái mối thấp ít nhất là bao nhiêu? Là được 6 tháng. Thôi 6 tháng bỏ qua đi, 3 năm rưỡi đó. Vì lý do là hai người không có cùng cái chung quan điểm sống, với lại là sở thích nó hơi khác nhau chú. Đi ăn uống có một số món ăn không được, trái ngược nhau chú. Con ví dụ con ăn không sầu riêng không được. Rồi xong bạn nữ cứ rủ đi ăn sầu riêng. Riêng không à. Coi như là cuối cùng là chia tay nhau bao lâu rồi? Dạ thì mối tình đó thì cũng hay hơn xong chia tay 2018 á chú. Bây giờ có vương vấn gì cô nào nữa không? Hình như chắc không, nhưng mà ý là tưởng tượng thôi chứ không có vương vấn gì nhiều. Lan nhìn nó coi Lan. Vì Lan yêu con không? Dạ, chắc tó biết vậy chú. Tức là sao em, ai mà nhìn em cái tối về mà nằm mơ thấy người ta là em nghĩ người ta thích em hả? Dạ nhưng mà cũng kiểu như là tùy trường hợp nữa chị. Trời ơi. Thôi sáng mai chú gọi điện thoại cho con nha. Dạ, xíu chú cho con số điện thoại đi. Rồi chú số điện thoại. Không chị, tối nằm mơ nên thấy mấy người. Đừng thấy tôi nha. Thấy tôi nó khác à.
Chào em chị dễ thương lắm em ơi. Dạ. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình và khoảng 4 năm. Trời ơi, sinh năm 2000 mà có mối tình kéo dài 4 năm. Là yêu nhau từ hồi lớp 10 hả? Lớp 10, lớp 11? Yêu từ đầu năm đại học. À đầu năm đại học. Đúng rồi, mình tính sai rồi mọi người. Mình còn chưa nhận kia bị sai. Mà yêu 4 năm là cũng sâu đậm lắm á. Do cảm hai cảm thấy không hòa hợp với nhau nữa cho nên là cũng đưa ra quyết định chia tay. Bây giờ thì con muốn có một người yêu lý tưởng thế nào Lâm? Dạ, mỗi người con thích thì về ngoại hình thì có chiều cao tầm 1m58 cộng trừ 3cm. Con thích một bạn nữ có má lúm đồng tiền. Dễ lắm. Trời ơi. Tóc dài. Và còn về tính cách thì con thích có hai dạng, một là vô cùng ngây thơ, còn hai là vô cùng có nhiều kinh nghiệm. Thì bây giờ lỡ mà đang quen một cái bạn mà vô cùng ngây thơ, cái gặp một bạn vô cùng dày dặn kinh nghiệm, tức là em sẽ chọn cái người trước, quen trước. Đúng rồi. Thiệt không? Dạ thiệt. Mà tôi thấy bên kia có cái ngây thơ rồi đó. Có má lúm đồng tiền. Có. Chào bé, 2000 đây hả? Ngay có đồng tiền. Có đồng tiền luôn. Dễ thương. Tiền điếu dễ thương lắm. Con chọn tiêu chí người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Tiêu chí quan trọng của con thì về quan trọng về tuổi tác trước ạ. Tuổi tác sao? Là 93 hoặc 98 ạ. 93 hợp rồi đó. Ba má con dặn vậy đúng không? Thầy dặn hả con? Hay là thầy bói dặn? Cái này thì con vô tình con đọc được một quyển sách thì con vô tình con thấy là hai cái tuổi đó con hợp ạ. Trời, đọc sách xong nó theo sách luôn rồi. Đây 93 ngon lành. Không gia trưởng. Dạ con không gia trưởng gì mà con hiền khô à. Ừ, hay tưởng tượng vậy là không có gia trưởng đâu. Trưởng thành và trưởng chạc ạ. Tôi hơi lâu lâu ảo tưởng chút thôi. Rồi gì nữa con? Có khiếu hài hước à. Ôi còn hài bây giờ nói vui đó. Con có thích cái mẫu người mà trời thì đang rất là nóng nhưng mà vẫn mão da không? Đôi lúc thì con cũng hay vậy. Cuộc sống đôi khi nó cũng khùng chút nó vui. Chú đôi khi chúng khùng bạo luôn á. Thời trang phan thời tiết. Đúng sao? Rồi, mà hôm nay trời lạnh không sao. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ thưa chú Quyền Linh, hôm nay thì con đi với lại một bạn đồng nghiệp. Vâng, xin chào chú Quyền Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Thì trong công việc ấy, thì Lâm cũng rất là hòa đồng, thoải mái với mọi người. Mong hai bạn là cho nhau một cơ hội có thể tìm hiểu, có thể đến với nhau. Lâm có bao giờ nằm mơ thấy em chưa? Cái đó chắc là em không biết, nhưng mà chắc là không được đâu. Vì mơ tới thì mơ nó cũng dám nói đâu. Ừ đúng rồi. Rồi xong. Vậy là nhà gái yên tâm chưa? Nhà gái yên tâm phần nào? Người nhà của nhà gái nè, em đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ và anh chị ạ. Trời ơi, có bố mẹ luôn. Có bố mẹ rồi đó nha. Xin chào hai MC bên nhà trai. Chào khán giả đang coi truyền hình và trong hội trường ngày hôm nay. Con gái của tôi thì đang học năm cuối đại học trường tiểu học. Cháu cũng có chí tiến thủ trong phong trào chống dịch vừa rồi. Cháu cũng tham gia đội quân tình nguyện cùng với bố làm trong công tác là tổ an toàn Covid của khu phố. Bạn trai bên này thì thấy cũng chứng trạc, trưởng thành cũng là kỹ sư rồi. Thì tôi bản thân tôi thì cũng là kỹ sư. Hay quá. Năm 29 tuổi thì tôi cũng mới lập gia đình. Tôi thì có hai cháu gái, đây là cháu gái lớn. Dạ, nguyên một gia đình mình đi luôn. Còn đây là bà xã thôi. Với bạn trai bên này thì cũng trưởng thành. Thì các cháu, các con cứ tạo cho nhau một cơ hội. Còn cái học có lấy nhau không đó là vạn sự tùy duyên. Em trai nói gì vài câu với... Dạ, con chào vào cô chú tiếp nữa. Dạ, thì đến với chương trình hôm nay thì con nghĩ là cũng có duyên với cô chú. Tại vì thứ nhất là con cũng ở Dĩ An nữa. Con thì làm giờ hành chính thôi, thứ bảy thứ sáu thôi. Thứ hai thứ sáu thôi, bạn nhật nghỉ thì... Nếu có thời gian thì con cũng bỏ nhiều thời gian để hẹn hò bé như thế nào. Thử xem nếu mà gia đình cảm thấy con phù hợp thì tạo điều kiện cho con nha. Chị là kỹ sư hết, có thể hiểu nhau rất là nhiều ha. Bây giờ mở rào. Bắt đầu đi em. Đến với chương trình thì anh có một cái chú gấu tặng cho em. Tức là mỗi lúc em nhìn thấy nó là tức là nhìn thấy anh vậy đó. Anh là con gấu của em. Dạ, em cảm ơn anh. Đến với chương trình thì em cũng có món quà tặng anh. Thứ nhất là một tiệm chấm thiệp do tay em tự làm. Đây là một món quà về một chiếc cốc xinh xắn. Thì em mong là anh sẽ giữ gìn sức khỏe bằng cách uống nước mỗi ngày. Anh cảm ơn em nhiều nha.
Nè, mình khoe với mọi người đó. Rất là đẹp mọi người ơi. Nãy giờ nói chuyện em mỗi vào em thấy anh sao? Cũng khá giống với những suy nghĩ mong đợi của em. Dạ, cảm ơn em. Anh dạ, em anh thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em thì cũng dễ thương. Dễ thương á. Biết được em và với anh thì anh cũng thích. Cũng dễ tiện, ví dụ hẹn hò thì nó cũng tiện. Đi chút xíu à. Ngày gặp như cũng được à. Thường ta từng gặp lần hai lần á. Mày ngày gặp như cũng được. Nãy chú lộn cũng vậy vụ đó đó. Anh có ngại không khi mà quen một người chưa có công ăn việc làm ổn định như em? Đâu gì đâu, thì hồi xưa anh sinh viên anh cũng đâu có việc làm đâu, thì ra trường rồi mới có việc làm, rồi mình tìm hiểu công việc của mình như thế nào, rồi cái khả năng của mình như thế nào, rồi xong rồi mình đi hướng nào, đầu tiên đi hướng nào trước, rồi mình cái ngành mình học là cái gì á, rồi mình đi hướng đó thôi, từ từ không có kinh nghiệm, từ từ sẽ có kinh nghiệm rồi đi làm thôi. Nếu mà em chưa có công việc làm thì lấy nhau thì anh nuôi em được mà, đâu có gì đâu. Trời ơi. Mà giờ nè, Lâm ở trọ đúng không? Dạ. Nhà em gái thì có gia đình ở sát bên luôn. Không biết Lâm có thể ở rể được không Lâm? Con thì không sao, chỗ nào mà bạn nữ thấy hạnh phúc thì con sẽ ở đó thôi à, chứ không. Hay quá không? Vậy nhà trai thấy ổn không à? Giống tôi nữa, tôi cũng hai đứa. Dự định của em là khi nào lập gia đình? Dự định của em á thì khoảng 2 đến 3 năm nữa. Dạ. Nhà được rồi đó. Là đúng thời điểm con tích cóp luôn á chứ. hai năm anh thấy cũng ổn quá. Thì thôi, nhưng mà có cái là nó qua 30 tuổi thì để con nó không tốt. Cái đó em nghĩ là nó không phụ thuộc gì mấy đâu ạ. Người ta qua 30 tuổi sanh con nó tốt là cái cơ thể người phụ nữ. Dạ. Hiểu chưa anh? Thế còn anh là đàn ông thì sao cũng được. Sợ lớn yếu. Trời, mới có chút xíu mà nó sợ yếu. Là qua 30 là yếu. Sợ gì thầy thôi, nhưng mà chắc cũng không đến nổi đâu. Em trai bước tới nắm tay em gái đi. Đó, hát một câu hát gì đó, giao lưu âm nhạc gì đó. Em có một bài hát, hát dở lắm. Anh nắm tay em xíu nha. Người yêu ơi có biết anh đã yêu em rất nhiều. Chẳng còn những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm, nhưng anh thật sự nhớ em. Muốn được cho trẻ mỗi khi đông về. Anh muốn nói yêu em rất nhiều. Được mà, Lâm hát hay á. Anh hy vọng là qua chương trình này em sẽ chúng mình sẽ có biết nhau nhiều hơn thì cũng còn với nhau á, thì hẹn đi trà sữa sát bên. Em muốn giờ nào thì anh đi giờ đó với em. Dạ. Em tới đây thì em cũng có một bài hát gửi tặng với anh ạ. Dạ, em hát một đoạn điệp khúc nhỏ. Nắm tay luôn á. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau ba điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Để những ước mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Rồi, cảm ơn em bài hát nha. Rồi mình bấm cái tối mình hẹn đi uống trà sữa luôn. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Đã đến lúc mình lắng lòng lại. Con tim mình có thật sự rung động chưa? 1, 2, 3. Hết thời gian. Bây giờ chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Ngay từ bây giờ đừng mơ ai nữa nhé. Dạ, giờ có người ảo tưởng không? Giờ con nghĩ bạn gái thôi. Đúng rồi, được nha. Xíu chú cho con xuống thoại nha. Ừ, nhớ mai báo chú nha. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn chị. Rồi. Trước hết thì con chào chú Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Em tên là Lê Thành Tâm. Hiện tại em đang làm tại bệnh viện Học Thạch, làm điều dưỡng. Quê em ở Tiền Giang, hiện tại sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. À, Tiền Giang là huyện nào Tâm? Dạ, huyện Chợ Gạo. À, Chợ Gạo trồng ớt không phải đúng không? Dạ, trồng thanh long không chú. Thanh long với ớt không? Huyện Chợ Gạo mà không thấy trồng gạo, trồng thanh long với ớt không à? Thôi, mời nhà gái. Trước tiên em chào chương trình ạ. Em chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh và anh chàng bên cạnh ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Cẩm Trinh, năm nay 27 tuổi. Hiện tại thì em làm điều dưỡng khoa lọc thận tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức. Quê quán của em hiện tại thì
đang ở Phú Yên. Hiện tại em đang sinh sống tại Gò Vấp ạ. Hay quá, hôm nay hai bạn đều là điều dưỡng hết. Những người mà thật sự tôi rất là ngưỡng mộ luôn nha. Bởi vì những con người này rất là tuyệt vời luôn á. Dạ đúng rồi, công việc rất là khó. Rất là cực khổ, vất vả mà các bạn hy sinh cả cái tuổi thanh xuân của mình để lo cho những bệnh nhân như thế. Mà lo cả đời luôn rồi đó. Rồi bây giờ thì mình nói luôn về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì hiền, ngoan, vui vẻ với người thân, còn hơi trầm tính với người lạ và biết cách chăm sóc gia đình, biết nấu ăn, đặc biệt là nấu những món ăn vị miền Trung. Còn nhược điểm của em thì là có ít nói, hơi khó chịu và hơi kén chọn trong tình yêu ạ. Tâm sao Tâm? Ưu điểm, khuyết điểm của Tâm thế nào? Còn ưu điểm là vui vẻ, hiền lành, hòa đồng trong công việc, không biết hút thuốc, uống rượu bia, cà quạt. Bên kia có hơi nóng chút xíu, bên này rất là nhẹ nhàng, bù trừ cho nhau được á. Có khuyết điểm là rụt rè và nhút nhát trước đám đông, này run mà sợ nữa. À, nãy giờ có run không? Dạ có. Mà làm điều dưỡng mấy năm rồi Tâm? Dạ con làm cũng 5 năm rồi. 5 năm? Dạ. Còn bên nhà gái làm điều dưỡng mấy năm? Dạ cũng làm được 4 năm rồi chú. Thâm niên bằng nhau, làm điều dưỡng hơi gầy chút xíu vậy Nam. Chắc lo chăm sóc người khác quá hả? Dạ. Ủa bộ ốm dữ lắm hả trời? Hơi gầy thôi chứ không phải ốm. Tôi gò mò ghê, tôi muốn qua tôi chắc nói ăn ghê. Uống thiếu thốn chút xíu. Dạ. Lo chăm sóc bệnh nhân không hả? Không có thiếu, tại vì ăn hoài mà không mập hả? Dạ. Đường tình duyên sao nè? Dạ đường tình duyên của con thì có một mối tình, nhưng hồi đó còn sinh viên thì lo chú Tâm đi học không yêu, để tới chừng ấy rồi quên luôn, quên dần luôn. Bao lâu mà quên dần luôn? Dạ tụi con quen cũng được 1.5 năm. Năm rưỡi hả? Dạ. Tự nhiên cứ quên dần luôn vậy đó hả? Dạ. Sao cái cuộc tình gì mà ngộ vậy trời? Từ từ quên dần rồi thôi luôn. Những mối tình không có lời chia tay. Thôi vậy thì cũng không có vấn đề gì hết, cũng không có gì lăn tăn. Bây giờ bạn nữ của mình tình duyên là như thế nào? Còn mối tình đáng nhớ nhất của em là thời sinh viên. Thì em có quen bạn cùng ngành luôn nhưng mà khác lớp. Hai đứa cũng rất là hợp nhưng mà sau đó thì sau đó từ chính thất lại thành thứ thất. Con trà xanh hả? Dạ đúng rồi ạ. thì em vẫn rất tin tưởng bạn đó là chắc là không phải đâu, nhưng mà khi mà em biết là em biết qua lớp trưởng của lớp em nên vậy em quyết định em dừng lại. Sau cái mối tình thứ nhất đó nó sâu đậm quá thì những mối tình sau thì em lại kén chọn hơn. Không sao, mình tổn thương nhưng mà vết thương nào rồi cũng lành, sẽ có người chữa lành vết thương cho em. Bây giờ thì mình muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Biết quan tâm gia đình, hiểu chuyện, cao ráo, tự tin, có một chút tính vui vẻ để mỗi lần em mà áp lực công việc quá em hay quạo thì bạn nam đó vui vẻ một tí thì bạn nó sẽ yeah, nó vui sẽ hoạt động hơn. Bạn này cao thì chưa, không cao lắm nhưng ráo thì có, giống như gầy gầy vậy đó. Em nóng tính, em thường hay làm gì cho em? À dạ. Quýnh người. Dạ không, em nóng tính em hay cắn lắm anh. Đó hay cắn ơi. Dạ vâng. Bên kia mà cắn chắc bên đây nát quá. Mình nói chắc xíu quánh không hả? Dạ. Mẻ răng đó. Trời ơi. Đâu để tôi qua tôi coi coi nhà trai ra làm sao. Đó, coi đi. Bộ rồi. Dạ chào chị Ngọc Hoàng. Ốm thiệt. Nhìn nó rau ráo lắm à. Ốm nhưng mà khỏe không? Dạ khỏe. Nhìn không? Chưa thấy ốm quá trời đất xương không hả? Dạ tại cơ địa của mỗi người đó, chị. Anh ơi, bên này tròn lắm, anh ẩm nổi không anh? Cũng ráng ẩm. Chưa chắc nha, nhỏ nhỏ chứ có bỏ đó. Không có đùa đâu. Bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối biết đi. Vui vẻ, hiền lành, là người phụ nữ của gia đình, để kính trên nhìn dưới, lễ phép trong bà cha mẹ. Cô kia có hơi nóng nóng chút, sợ không? Khổ mà. Dạ, nóng thì con nguội. Dám nóng như ta không? Nghi nóng nóng lại bên kia đâu. Xương. Dạ. Dễ thương quá, nói một cái câu kệ nóng thì con nguội. Nó trong gia đình là phải có người nóng, người nhịn. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Chỉ trừ bên đó thôi. Bây giờ có cái điều gì không thích ở phụ nữ? Phụ nữ không với người lớn, không lăng nhăng. À, cái đó em không có đâu anh ơi. Trời ơi, ngọt. Em quen ai là em chung thủy lắm. Anh cũng hy vọng là vậy em ơi. Phụ nữ mà hổn với lăng nhăng thì còn gì nữa trời. Với đừng càm ràm quá nha em. À, càm ràm thì em không có. Anh nguội mà, không sao đâu. Nên là bên đó nhiều khi áp lực cái công việc, áp lực với người khác không trút được á. Cho nên là đôi khi về nhà là sẽ trút lên em. Chắc chắn là có càm ràm một chút. Giờ mỗi lần hẹn nhau đi chơi cho người ta bao nhiêu thời gian để người ta trang điểm? Tiếng. Trời ơi, trong một tiếng luôn hả?
Quá trời hào phóng rồi. Cho tiện ích đó. Cái đó là cho, còn cái ví dụ như bắt buộc phải chờ thì nó khác. Có người ta mần hai tiếng nè. Hai tiếng. Thế bên kìa. Sang nào hai tiếng hồi trang điểm á. Ví dụ lỡ hai tiếng được không? Dạ được, đợi chút con có sao. Lúc đó mình vô mình chơi với phụ huynh, mình chờ bạn gái đi chơi, mình vô mình chơi với phụ huynh luôn. Dạ. Bây giờ chúng ta gặp người thân đi nè. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị em và anh em. Dạ chào chị, chào anh. Anh ruột kia đó hả? Dạ anh rể. Em xin chào anh Vượng Linh và chào chị Ngọc Lan. Tâm ơi, theo anh thấy thì bạn nữ bên này cũng dễ thương, hầu như là cũng có nhiều cái ưu điểm mà em cũng muốn tìm một cái mẫu người như vậy. Anh thấy hai em cũng rất là hợp, cũng mong là sau cái chương trình này hai em có thể cho nhau một cái cơ hội, và anh mong là hai em sẽ cùng nắm tay nhau đi đến trọn đời được. Dạ em cảm ơn anh. Anh rể mà hai người đồng mà đồng chất quá hả? Em đi với ai? Dạ em đi với chị gái và bạn thân ạ. Em chào chị Ngọc Lan, em chào con chào chú. Hôm nay đến với chương trình thì em muốn nhắn gửi đến em gái của em là mình thấy bạn nam bên này cũng hiền, cũng dễ thương. Đến đây gặp nhau là cái duyên rồi. Em gái em rất là thích người miền Nam trong này, mà nó ở Tiền Giang thì cũng gần đây á, thì cũng kiểu là cái duyên rồi. Nên là hai bạn cố gắng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, rồi biết đâu được có một cái kết vui ạ. Dạ em cảm ơn chị. Anh bên cạnh ơi, cho em hỏi là ví dụ như mình làm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mình làm khoa nào ạ? Làm khoa cấp cứu bạn ơi. Ví dụ như mà anh có trực đêm á, mà em cũng trực đêm nữa, rồi sau này mà con thì ai chăm à? Thì bà ngoại bà nội trực. Nhà nội được không ạ? Bởi nhà được, nội em gái về nhà nội cũng được em. Trời, ông hớn hở lắm rồi, muốn mở rào lắm rồi phải không? Muốn lắm đúng dạ, không? Dạ. Này là đem ưu phiền về cho mẹ nè. Mang tiền về cho vợ, mang ưu phiền về cho mẹ nè. Thôi bây giờ chúng ta mở rào đi, chứ thấy bạn nam là có vẻ rất là hớn hở và mong mở rào để gặp bạn nữ lắm rồi. Mở rào. Chào em. Dạ chào. Anh đến với chương trình có một con heo tặng em và một cái tấm thiệp. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Mở thiệp ra đọc luôn không? Dạ được. Giờ ý sao tự nhiên gặp anh tặng con heo? Dạ cái con heo là em tuổi con heo nữa. Bạn mỗi tối thì ngủ thấy em. À. Dạ em cũng tuổi con heo, em cũng mê heo dữ lắm. Em ơi, nắng ấm xa rồi, đông sang, gió lạnh, anh cần em thôi. Em cảm ơn anh ạ. Dạ, đây em cũng có món quà em tặng anh là sen đá. Ý nghĩa của món quà này thì là sen đá rất là khó chăm, mà khi đã biết cách chăm thì sen đá nở hoa rất đẹp, cũng như tình yêu cũng vậy. Nếu như mà mình biết cách chăm trong tình yêu thì tình yêu sẽ thăng hoa và nở hoa nhiều hơn ạ. Rồi, dạ, rồi cảm ơn anh. Dạ. Em cảm ơn. Mở rào ra em thấy làm sao? Thấy anh ốm hơn em tưởng tượng. Anh thấy em sao? Thấy em dễ thương, dạ, vui vẻ. Cảm ơn anh ạ. Khi mà quen nhau, lấy nhau rồi, tiền bạc ai quản lý ạ? Em quản lý cũng được, em quản lý. Cái đó được đúng không? Anh dạ này được. Cái gì anh cũng chịu hết trơn á. Bây giờ anh chỉ chờ bấm nút thôi. Bây giờ nó Tâm dạ. Tiến tới nắm tay bạn gái, giao lưu cảm xúc chút xíu, rồi mình nhìn thẳng mắt bạn gái mình, trong người mình sao đó mình nói đi. Đến với chương trình hôm nay á, thì anh dạ. Hy vọng là em cho anh một cơ hội dạ. Để tìm hiểu, nếu được á, thì tiến xa hơn. Cũng thấy tim cơ hội anh. Thì em gặp anh em cũng run, nhưng mà mỗi lần em run á thì tay em hơi ra mồ hôi á. Anh có ngại tay của con gái ra mồ hôi không? Không, không có sao. Em sợ anh nắm anh thấy ướt quá rồi anh lại buông ra đâu. Đây nè, để chị chỉ cho, ví dụ tay bạn gái ra không, lấy một chai mình chùi luôn. Không có, hiện tại thì không có. Nhưng mà tôi cũng tin Tâm có sức khỏe. Tao ẩm thử bạn gái có nổi không? Giờ ẩm nổi tôi mới gả. Ẩm nổi tôi mới được chứ không thấy tình hình nó yếu ớt quá. Vậy giờ vợ tới giờ đi đẻ, ẩm vợ đi đẻ. Đâu thử cái coi nào. Ẩm đi, thử chị hỗ trợ cho. Chị hỗ trợ nha. Ẩm ngang đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Nói không? Quay vòng. Nói không Tâm? Nói chứ. Ổn định không? Ổn định không? Ổn định không? Ẩm đi đẻ được không? Rồi. Hiện tại thì ở hàng năm thôi, chứ đi đẻ là hàng 7 đừng nữa. Nói không? Rồi, được rồi. Về ghế đi các bạn. Rồi các bạn thích thì các bạn bấm luôn, không cần phải đếm gì cả. Bấm rồi đó. Bấm luôn rồi.
tay chính thức hẹn hò nhau rồi đó. Coi em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam sau bức màn và chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Thảo, năm nay em 31 tuổi và em đang làm nhân viên của hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À rồi, 31 tuổi ha, rất trẻ. Mời bạn trai. Xin kính chào quý vị khán giả cùng anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Hoàng Duy Tân, năm nay 32 tuổi, hiện nay đang là nhân viên công nghệ thông tin và hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mình nói chút xíu về đường tình của mình bạn. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Mình chia tay bao lâu rồi bạn? Em chia tay cũng 2 năm luôn rồi chị. Em có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ tính đến giờ thì em chưa có mối tình nào nghiêm túc hết chị. Hả? Dạ. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Như là hồi nhỏ đi học thì người lớn không có cho phép mình có bạn, sợ mình bị ảnh hưởng đến chuyện học. Sau này lớn lên khi mà ra làm việc rồi thì làm trong những môi trường phần lớn đều là chị em phụ nữ. Tỷ lệ nam rất là ít, có thì cũng là bậc đàn anh, đàn chú. Và phần lớn cũng đã yên bề gia thất rồi ạ. Một cô gái cũng rất là dễ thương mà 31 tuổi chưa có mối tình nào hết, bạn trai nghĩ như thế nào? Dạ. Thì nếu mà vậy thì em thấy thời này thì cũng bình thường vậy. Cũng bình thường ha. Dạ. Cũng có nhiều cô mà chưa có người yêu mà. Có người ta ba mấy bốn mấy cũng chưa có người yêu cũng bình thường mà. Thôi bây giờ mình nói đi. Mình mẫu người tìm bạn một gái đối tượng tìm thế như thế nào? Bạn. Mẫu người bạn gái của em thì cao trên 1m55, rồi dễ nhìn, thì giọng nói thì dễ nghe, biết nấu ăn, rồi biết sống tự lập. Hiện tại là bạn em đang sống với ai? Dạ em sống với gia đình của em, gồm ba mẹ với lại anh của em. À rồi, thí dụ như lập gia đình mà đi làm dâu thì em quan điểm về chuyện đó như thế nào? Dạ em thấy là bây giờ nếu mà lập gia đình rồi mình phải theo chồng. Ví dụ như mà người chồng của mình ở chung với cha mẹ, không phân biệt là cha mẹ bên nào hết, thì mình vẫn phải làm tròn cái giống như là cái nghĩa vụ của người con vậy đó. Phải hiếu thảo, phải chăm sóc cha mẹ khi mà về già. Rồi, vậy là tốt rồi ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai của em thì về ngoại hình thì cao hơn em khoảng từ 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Cao 1m72 chị. Rồi được, gì nữa em? Thân hình cân đối. Nhìn mặt hiền hiền. Mắt mũi miệng là có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Mẫu người lý tưởng của em là anh diễn viên Lương Thế Thành. Lương Thế Thành. Giống không? Vì mà khán giả vỗ tay quá vậy. Em chào chị. Ồ, đẹp lạng quạng, đẹp hơn luôn á nha. Dữ ha. Không có nét khác hơn chị. Nhưng mà cũng phong trần hơn. Cũng phong trần ha. Mà sao cũng cao to đẹp trai mà tại sao chưa có bạn gái? Chắc do công việc em nó khô khan quá chị. Với lại lo đi làm quá nên là cũng... Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khoảng 6 tháng. Nhanh quá vậy, mình có chuẩn bị gì chưa, lấy nhau về mình ở dạ, đâu? Dạ chuẩn bị xong hết rồi, nhà cửa có hết rồi. Có hết luôn? Dạ. Nhà của mình chuẩn bị hay là của ba mẹ chuẩn dạ, bị? Nhà của ba mẹ. Nghe tưởng đâu tự mình chuẩn bị chứ. Có nghĩa là giờ mình là về làm dâu đúng không? Dạ. Muốn sanh mấy đứa con? Dạ hai đứa. Rồi để tôi về coi coi. Sao chị? Hả? Chị thấy sao chị? Cao, cao ráo, mặt mày sáng. Nói chung là chị nhìn được. Chào ông, chào anh. Chào em, anh Bình anh hiền lắm, rất là có duyên. Em thích đàn ông phong trần hay đàn ông sạch sẽ, gọn gàng? Kết hợp cả hai được không ạ? Cũng được. Dạ. Nếu mà phong trần quá thì nó cũng... Lúc cần phong trần thì phong trần, lúc cần nó sạch sẽ quá. Thì sạch sẽ. Cần sạch sẽ sạch sẽ ha. Dạ. Được dạ. Rồi, anh thấy được á. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn bè thân thiết của em ạ. Rồi, trời, bạn dễ thương quá. Dạ em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào em. Thì, em là bạn cũng như là đồng nghiệp thân thiết với chị Thảo á. Ừ. Thì qua những gì mà anh trai này chia sẻ thì em cảm thấy là về mặt ngoại hình á thì rất là sáng sủa sạch sẽ. Còn về những cái tiêu chí á thì cũng phù hợp với đối tượng mà chị Thảo đang tìm kiếm. Ừ. Và chị Thảo bình thường thì trong công việc á rất là
hòa đồng cũng như là hay giúp đỡ mọi người. Còn về vấn đề tình cảm thì chị khá là rụt rè và không có giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình á. Cho nên là nếu mà tìm hiểu thì em hy vọng mà nhờ anh có thể chủ động quan tâm tới chị nhiều hơn. Dạ em cảm ơn. Được không bạn trai? Dạ được ạ. Thôi xin mời gia đình của em trai. Dạ em đi mẹ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dạ. Theo ý mẹ thì cô này thì cũng nhìn thấy thì cũng hiền lành, cũng cao ráo. Còn bấm nút hay không thì do con quyết định. À, cô có đưa ra tiêu chuẩn tìm con dâu như thế nào không cô? Nói chung con chịu thì mẹ chịu thôi chứ giờ. Giờ mẹ chịu mà con không chịu thì cũng không làm được cái gì. Em chào bác gái đi em. Dạ con chào cô ạ. Chào cháu. Dạ. Bây giờ mình cho đôi trẻ gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi kéo màn lên. Chào anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. À, em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh... Được ạ. Không trần ạ. Dạ. Dạ. Em hỏi đi. Ồ, dạ xin lỗi anh nha. Tại nãy giờ em bối rối quá. Em chưa có nghe kịp tên anh nữa anh. Anh tên gì? Anh tên Tân. Dạ anh Tân. Dạ. Bạn gái tên gì nhớ không? Dạ nhớ anh. Bạn tên Thảo ạ. Tân Thảo. Đối với anh thì cái đặc điểm gì ở một người phụ nữ mà anh cảm thấy thích nhất à? Chắc có lẽ là khuôn mặt. Vậy là anh quan trọng bề ngoài hả hay là sao anh? Không, ý là tổng thể khuôn mặt á, hài hòa. Dạ. Như em là ok. Dạ cảm ơn anh. Rồi hẹn hò. Hẹn hò sao? Em muốn hẹn hò ở đâu? Dạ em thấy mình đi đâu cũng được hết anh, miễn sao là mình đi với nhau vui vẻ là được. Rồi nếu mà được thì em có thể làm dâu được. Dạ như hồi nãy em có chia sẻ cái quan điểm của mình đó anh. Được thì mình nếu như mà chồng mình ở đâu thì mình sẽ ở đó. Dạ thì em cũng nghĩ vẫn làm con thì mình phải phụng dưỡng nuôi dưỡng cha mẹ khi về già thôi anh. Dạ. Kinh tế thì ai giữ tiền? Kinh tế thì em để vợ em giữ ạ. Được tốt. Thấy ổn rồi đó. Mẹ cười rồi, mẹ nghe làm dâu rồi, để cho mẹ dạy dỗ rồi chăm sóc mẹ tuổi già là mẹ cười dữ rồi. Dạ. Bên đây chỉ cần nghe tiền để phụ nữ giữ nữa là thấy ổn luôn rồi đó. Trời, mình nói một câu gì là thật tình cảm đi bạn. Câu gì để thuyết phục đối phương? Thì tới đây thì mình là cô duyên mới gặp nhau ở đây. Thì cảm nhận đầu tiên thì mọi người đều nhận trong lòng. Thì mọi người sẽ thiện qua cái... em bí rồi, em Linh ơi. Cứu em. Đang tỏ tình mà bí. Không. Dạ. Nói cái gì nó thiệt là tình cảm vô. Em có suy nghĩ sao? Nãy giờ em cảm nhận từ trái tim mình như thế nào, mách bảo mình nói cái gì. Dạ. Mình phát biểu như thế thôi. Không cần màu mè gì hết. Bây giờ thấy em thích em thế nào đó và mong muốn rằng mình sẽ cùng đi nhau trên con đường còn lại cuộc đời. Anh sẽ hứa lo cho em thứ gì đó, thí dụ vậy. Rồi, bắt đầu. Thì đứng lên đi gần tới nơi luôn. Có thể nắm tay bạn ấy. Nắm tay bạn ấy đi. Rồi nói lớn lên. Thì rung quá. Rung quá. Sao? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sao rung? Bắt đầu. Thấy điện giật rồi, em lên đây. Hả? Điện giật. Điện giật thì phải nói chứ. Thảo ơi, gì đó. Thế vậy em thấy em dễ thương, dễ mến. Mong em sẽ chọn anh. Em gái thấy thế nào? Dạ thấy anh nói chuyện cũng chững chạc à. Thích anh không? Em cũng thích à. Thích. Chàng trai thích cô gái không? Dạ em cũng thích ạ. Rồi thôi ngồi ghế đi bạn. Nói chuyện nhìn tôi trực tiếp vô đây, em có nhìn đâu ra đằng sau không à. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Bấm nút hay không bấm nút. Đây. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có mẹ, có bạn, có rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình, đang quan sát hai bạn. Đây là giây phút rất là quan trọng và thiêng liêng. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân.
1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời em. Ủa em bấm. Bạn gái có bấm. Em có bấm không? Dạ không. Không có bấm. Rất là bất ngờ. Lý do tại sao bạn trai không bấm? Dạ em thấy cảm nhận đầu tiên không được. Trong trái tim mình không được mở lắm nên là em không bấm. À này, thành ra nãy giờ mình nói chuyện hơi ngượng ngượng đúng dạ, không? Dạ, không được trôi chảy cho lắm nên là em cảm giác không được. Không được yên tâm lắm. Hình như không hợp với mình vì điều gì em? Chắc cách nói chuyện. Không sao cả. Nếu như em không bấm, tức là em nhường cái nút bấm đó cho rất là nhiều chàng trai đang xem truyền hình. Có thể mình không hợp nhau một cái điều gì đó. Đúng không em gái? Em cảm thấy như thế nào? Dạ thì em thấy thì đến đây như là một cơ hội. Nếu không được thì kết bạn thôi ạ. Đúng rồi, dạ. Rất là nhiều chàng trai biết đâu đó đang theo dõi em và sẽ tìm đến chương trình để tìm đến em. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Chúng ta không hợp với nhau không sao cả. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bạn. Em Nguyễn Bảo Long, em đến từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nghề nghiệp là gì? Dạ, nghề nghiệp của em là văn phòng tư vấn du lịch nội địa và quốc tế. Nãy tôi tưởng bạn bán búp bê. Gì vậy? Thì rồi. Hồi thấy đi rồi biết. Không có gì hoang mang hết em. Mình giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Cẩm Nhung, em 30 tuổi, quê em ở Bến Tre. Dạ, em đang làm quản lý quán ăn. Mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm ở thành phố. Bên kia ảnh làm nghề bán búp bê gì đó. Nghe anh Linh nó nói vậy đó. Phải không anh Linh? Bán búp bê là nghề sao? Ai biết thì nhìn giống con búp bê. Anh ở Khánh Hòa vô hả? Dạ. Làm việc của Khánh Hòa luôn? Dạ, em làm ở Mũi Né. Ở Khánh Hòa làm Mũi Né? Dạ. Lúc trước thì em cũng có tổ chức tour cho khách. Đi Mờ Công, đi Bến Tre, Cần Thơ, Mỹ Tho. Rồi sau đó về lại Củ Chi, Cao Đài, về lại Mũi Né. Ủa nhưng mà mình làm du lịch như thế là văn phòng riêng của mình luôn hả? Em trước em làm công ty thì bây giờ hiện tại là em văn phòng riêng. Em nói chung là em tuy nhiều và làm nhiều thì cái tính tự lập của em thì ở đâu cũng được, môi trường nào mà em sống cũng xong. Dạ, có thể là du lịch buôn bán hoặc là tất cả một ngành nghề mà nghĩ sao là thấy ok là được. Nói chung là một người đàn ông rất là năng động, rất là dễ thương đó. Rồi, nhưng mà bạn nữ của tôi đang bị hơi căng thẳng. Có gì căng thẳng? Để bạn ấy giới thiệu về mình một chút cho thoải mái tinh thần. Mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em có hai mối tình. Mối tình đầu thì được gần 2 năm chị. Còn mối tình thứ hai thì làm được 6 năm. 6 năm? Dạ. Rồi 6 năm chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay 2 năm rồi chị. Nhưng mà bây giờ đã quên được cái người đó chưa? 6 năm là dài lắm luôn à. Dạ được rồi chị. Được rồi ha. Dạ. Bây giờ nếu mà mình tìm được đúng người, đúng đối tượng thì bao lâu để mình tiến tới hôn nhân? Thì em nghĩ là chắc khoảng 2 năm nữa chị. Ủa sao lâu vậy? 30 rồi làm sao được cưới luôn đi em. Em muốn tìm hiểu kỹ hơn đi. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì chị thoáng qua, chung là rung động thôi. À. Dạ, rồi mối tình thứ hai thì cũng được 4 năm. Chà, dạ. Mấy người này quen lý do nhau chia lâu anh quá vậy ta? Dạ, lý do thì cảm thấy không hợp và càng gần thì càng xa. Vậy là tìm hiểu chưa kỹ rồi đó. Dạ. Ha. Bây giờ bên đây là muốn 2 năm nữa mới là kết hôn, bên anh thì sao? Em cũng nghĩ như bên đó vậy chị. Dạ, tại em lúc nào cũng ưu tiên cho phụ nữ hết. Còn con trai thì sao cũng được, hoàn cảnh nào cũng xong. Miễn sao là mình sống tốt với phụ nữ được rồi. Dễ quá. Không yêu cầu là thế này thế kia. Nhưng mà với em thì phụ nữ là không có máu đỏ đen, cờ bạc đó anh, hoặc là lăn nhăn ngồi được thế thôi. Còn em thì vợ thì vùng nào cũng được, ngành nghề nào cũng xong. Tại vì mỗi người có mỗi ngành nghề, có mỗi người có những suy nghĩ khác nhau và những vùng miền ai cũng đều là con người hết. Họ có những tâm tư mà mình phải cần đi sâu vào chứ không thể nào nhìn bên ngoài mà đánh giá một con người. Rất hay. Thì sở trường thì em có thể là như là chơi bóng chuyền, bóng đá, đặc biệt là em có thể hát. Và có thể một mình em ngồi hát 5 đến 6 tiếng. Wow. Rồi vậy một lát nữa hát cho bạn nữ nghe nha. Bạn rồi. Nữ đó. Dạ không những mà bây giờ mà nếu bạn nữ đó ok thì em có hát cả đời cho bạn nữ đó nghe cũng được. Wow. Hay rồi. Rồi để mình trò chuyện với bạn nữ một xíu. Thì bản thân mình thì em muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai mình như thế nào? Em muốn tìm một người biết lo cho gia đình, không có gia trưởng, có tinh thần cầu tiến, biết quan tâm chia sẻ với lại người thân gia đình của em. Em không thích những người mà rượu chè hay là chơi bời đồ này kia, em không thích. Bên đây không có cái gì hết trơn á.
cô gái này hơi rụt rè. À, anh hơi hiền, em hơi hiền, hơi rụt rè đúng không? Anh này anh dễ thương, anh có cảm nhận như anh dễ thương nhất 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 luôn đó em. Thôi mà cái câu mà em thích là anh hát cho em nghe cả đời là thấy thiệt á, tôi muốn chết luôn vậy đó. Được không? Anh hát cho em cả đời được không? Dạ nhưng mà hát hay thì nghe được, chứ mà hát... Đúng rồi, người ta thiệt tình mà. Cái này cũng đúng. Hát dở mà hát hoài thì chết. Hát hoài mới nhức cái ốc nó bể cái đầu luôn à. Em có tật xấu gì không? Dạ em không có tật xấu đâu, em chỉ hơi nóng tính với là cọc tính thôi. Gì mà nóng tính gì trời? Bực bội hay cầm cái gì hay quăng hả? Hả? Dữ vậy hả? Với bên ngoài quá vậy? Anh bên đây anh sẽ kềm chế em tất cả mọi thứ. Anh nghĩ anh bên đây anh có tất cả những cái gì mà người phụ nữ mong muốn. Yên tâm. Phải không? Trai... Nãy giờ thấy đàn trai nói hơi nhiều. Đàn trai số 1 luôn. Em có cái điều gì em không thích ở người đàn ông không? Em không thích đầu hói. Không thích sao gì? Sao kỳ vậy ta? Đầu hói. Ông không có hói. Có gì nữa không em? Tóc nó che hết rồi. Quá em cũng không thích. Mập bự. Quá cũng không thích, bụng bự cũng không thích luôn. Dạ, lùn quá cũng... Gì sao cô khó vậy? Không biết có được không nữa. Trời ơi! Đừng nói gì để một hồi ảnh xuất hiện chứ cô ấy cũng mới bất ngờ. Tóc đẹp quá ha. Đẹp! Tóc mày làm chắc cũng cả tháng á. Bụng không bự, đầu không hói, người không mập. Màu sắc rực rỡ. Màu sắc rực rỡ. Cho tôi hí hí chút xíu coi. Dạ ông em Nguyên. Thì tôi yên tâm để hiểu không, cho yên cái bụng. Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ thì ở thành phố thì nói chung là em không có nhà cả đất. Nhưng mà ở quê thì em cũng có nhà cả đất. Là Nha Trang á hả? Dạ. Chà thì để hỏi cô này cô có chịu về Nha Trang không nha? Dạ nếu mà cô không chịu thì em đi theo cũng sao á. À vậy hả? Dạ. Vậy là mình ở rể được luôn hay dạ, sao? Dạ được, tại vì em có thể là sống một miền, có thể là kinh doanh, có công việc. Miễn ở đâu công việc tốt là được ha? Dạ. Ủa đi thí dụ như là đi ra Nha Trang làm dâu được không? Dạ em thì em dự định là sau này em sẽ về sống gần ba má em. Vậy đem ảnh theo về Bến Tre luôn được không? Dạ được. Thôi vậy được rồi, về Bến Tre làm rể luôn. Thôi bây giờ mình gặp người thân đi coi ta góp ý tư vấn thế nào. À, em đi với là em họ của em. Chào em. Dạ xin chào chị Cát Tường ạ. À. Rồi chào em. Dạ xin em chào. Em nhìn bạn bên kia coi em thấy hợp với anh trai mình không? Dạ về với chị thì em nghĩ về ngoại hình thì cũng rất là ok đối với anh. Không có cái gì gọi là quá thì bởi vì cái tiêu chuẩn của anh thì là một người rất là kiếm người phụ nữ về hướng về gia đình thì ảnh là ảnh dạo này cũng muốn vợ lắm rồi thì đó thì giờ được á là ảnh sẽ dọn vào trong Sài Gòn luôn. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại đồng nghiệp của em. Rồi chào em. Chào chú Quỳnh Linh với lại cô Cát Tường ạ. À. Theo em thấy thì ngoại hình của anh rất là độc đó. Độc là sao em? Lạ, độc lạ. Chị yên tâm là đầu ảnh không hề hói. Rất nhiều tóc mà tóc rất là đẹp luôn đó chị. À cho em hỏi là anh làm du lịch là anh hay đi xa à? Thì anh có thời gian dành cho chị em không ạ? À, công việc là công việc, gia đình là gia đình, nhưng mà vẫn ưu tiên gia đình hơn. Tại vì gia đình nó sẽ đi theo với chúng ta cả đời. Còn công việc thì có thể là thay đổi được. Nói chung là em thấy anh rất là ok, rất là hợp với chị. Cảm ơn em rất nhiều. Thôi bây giờ chúng ta chuẩn bị gặp nhau. Anh đứng lên, quay mặt ra đây. Đúng rồi, kéo màn xong quay qua cái là hát liền nha. Dạ. Kéo quần kéo đàng hoàng lại coi. Và bây giờ chương trình ca nhạc xin được phép bắt đầu. Kéo màn, nhìn thẳng cho anh nha, anh biểu diễn chưa? Từ từ à, dữ chưa, cảm nhận được gì chưa? Dạ rung rồi. Hát liền nha, bắt đầu. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngồi một lần thôi, nơi anh chào đời ngồi ru bụi người, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Đổi đổi liền, đổi gần tới gần. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng đi em thưa má, thưa ba. Mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Anh bóng bóng. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre.
Trời mưa nên khó đưa dâu, bằng lòng theo anh với mái tranh nghèo. Về đây người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu tiến em. Tới nắm tay bài khác. Dạ thôi. Rồi nói đi. Em nhìn anh sao? Vợ tóc rồi coi có hay không? Dạ không, dạ không. Có hỏi. Ôi chứ. Sao em? Thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng... Hát hay không em? Dạ hát cũng hay. Giọng này hát nghe cả đời được không em? Dạ cái này phải tập lại nữa. Trời ơi. Mà hát vậy mà còn phải tập lại nữa. Rồi được rồi, hai người ngồi về chỗ ngồi đi. Em cảm nhận với anh thì sao? Em thấy anh cũng được, cũng nhìn cũng chững chạc. Nói chung là cũng ok. Anh thấy em rất là dễ thương. Anh không biết nói cái dùng cái ngôn từ nào để nói về em hết. Anh làm du lịch đó, anh hỏi cô gái ấy, em có ghen không? Với em thì ví dụ như một người có một người bạn trai mà đi du lịch vô đi hướng dẫn, hoặc là dẫn một đồn đó trong đó có những cô nữ, thì em có ghen hay là có những cái gì không? Tất nhiên là phụ nữ là phải ghen. Nhưng mà em ghen ít hay nhiều, nãy anh nghe em nói em có tính nóng, anh sợ lắm. anh nhất là sợ cô gái khóc, không biết khóc con gái. Ví dụ như mấy đứa trẻ nó khóc mua kẹo bánh dỗ cho phụ nữ khóc, không biết dụ gì. Em thì cũng phải tùy theo cái thái độ của anh thôi. Anh thì anh rất là sợ phụ nữ khóc nên em an tâm về anh không bao giờ em giận đâu. Nhưng mà em thì hay giận lắm. Em giận thì anh sẽ làm mọi thứ, ví dụ như thứ nhất như nãy là hát nè, hoặc là anh nấu những món ăn mà em thích thì bao giờ em sẽ hết giận. Không, em ăn ít lắm. Em ăn ít thì anh nấu ít. Nhưng mà nhiều khi em không ăn luôn. Em không ăn thì anh năn nỉ. Sao cô này cũng khó quá vậy trời. Ta dễ thương muốn chết à mà em khó quá. Em có gì đòi hỏi anh không? Em thì em thích là phải dành thời gian cho em nhiều hơn. Tại vì lúc nào em gọi, thí dụ như em gọi em nhắn tin này kia phải trả lời. Nếu như bận thì cũng phải trả lời một tiếng chứ. Rủ người ta đang dẫn tour đi, người ta đang nói chuyện, người ta đang hướng dẫn du lịch cho khách mà em bắt người ta đi phải nghe liền thì tục chút xíu người ta nói xong câu chuyện người ta mới trả lời cho em được chứ. Cái đó là em gọi trái máy luôn á chị. Trời ơi, em phải thông cảm công việc vậy, em đi làm ảnh gọi em hoài được không? Thì em cũng sẽ nhắn tin đi, là em cũng bật máy lên em nghe là em đang bận hay là như thế nào đó. Em rồi, sẽ hẹn nha, là mình đang gọi hướng lại. Thưa quý vị, hôm nay ta đang về Nha Trang, một khu bãi biển. Xin alo em ơi, đợi em xíu. Dạ, alo em, vậy đó hả em? Trời ơi, để cho đàn ông ta đi làm gần bên em, chăm sóc yêu thương em. Nhưng mà phải đi làm mới có tiền chứ. Thôi, mọi người nói một câu nào đó để chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay các bạn. Anh không biết 3 năm nay con tim anh nó băng giá rồi. Nhưng mà lần đầu tiên hôm nay nhìn em thì con tim muốn nhảy ra ngồi và nó đi tới đó. Bước tới nơi mà nói câu là I love you. Em gái nói gì đi. Em cảm nhận như thế nào em gái? Em thấy anh thì cũng hiền. Nói chung là một người rất là chững chạc, rất là biết suy nghĩ, biết là nhìn xa hay là... Nói chung em thấy là được. Cảm ơn. Quá em. Được rồi. Rồi, hết thời gian. Được hay không chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Có thể nắm tay nhau được rồi đấy. Em có thể cho nắm tay được không? Em được. Dạ được. Rồi. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Philet. Chúc mừng các bạn. Nhớ là hát cho cô nghe cả đời nha. Em cảm ơn chị Cát Tường, anh Nguyễn Linh. Rồi, có gì là báo tin mừng cho chúng tôi liền nha. Dẫn con gái đi đi. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Mình tên là Đức Anh. Năm nay mình 48 tuổi. Hiện nay mình đang sống ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh anh hả? Vâng. Anh đang làm công việc gì vậy anh? Hiện nay mình đang làm quản lý bên ngành giáo dục. Rồi xin mời bạn dạ. Gái bên kia. Em chào quý khán giả. Chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em tên Kim Loan, 48 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Ồ. Chị cũng 48 tuổi hả chị?
Hiện nay chị đang làm Hương. Chị đang làm công việc gì? Em hồi trước là thợ may, sau rồi em muốn buôn bán kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Bán về món gì à? Bán bò kho, phở bò, phở gà. Trời ơi, chắc là ngon lắm á. Chị, nhưng mà 48 tuổi là sinh năm bao nhiêu? 169 chị. Anh sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 68. Ủa, chị là lớn hơn tuổi. Lớn hơn tuổi. Vậy chị gái ơi. Dạ. 48 tuổi, chắc cái tuổi nó cũng vừa vừa rồi ha. Chị có thể nói một chút xíu về tình yêu của chị như thế nào mà bây giờ mới ngồi ở đây à? Em đã có gia đình mà chia tay anh. Mình chị có cháu, cháu rồi. Em được 3 cháu. Bao nhiêu tuổi cháu? Chị? Một cháu trai 24 với 20, cháu gái 13 tuổi. Hai trai một gái. Con lớn quá hả? Dạ. Lấy nhau được bao nhiêu năm thì mình chia tay hả chị? Bắt đầu ý kiến cũng lâu lắm rồi anh Linh. Nhưng mà tại vì em thương con á nên mới kết thúc giấy tờ hẳn hồi thì 5-6 năm nay á anh. Dạ, là 5-6 năm nay mình ở vậy một mình. Dạ. Dạ, lý do sao chị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại vì con dâu á, bạn gái của con trai á, yeah. Nó động viên, nó nói mẹ đăng ký đi, chơi về vui, thấy chương trình này cũng hay quá. Rồi ký cho chị. Con dâu thiệt là tâm lý ha. Thôi mời anh. Mình hỏi anh sẽ nói một chút xíu về đường tình của mình như thế nào anh. Mình trải qua hai mối tình và một cuộc hôn nhân. Mình cũng cái hoàn cảnh cũng gần giống bạn gái bên này. Mấy cháu rồi anh? Hai cháu. Một cháu lớn đang học đại học năm 2, một cháu học lớp 8. Hiện nay các cháu sống với mẹ. Hai đứa con cũng lớn như chú bộ. Vâng. Không có cứu vãn gì được anh hả? Rất tiếc. Cha, hôm nay trường hợp này hơi đặc biệt nha. Thôi giờ là anh đưa ra quan điểm của mình đi. Mình sẽ tìm cho mình một cái người bạn đời thế nào để có thể đi suốt một cái chặng đường còn lại nè. Trước tiên là cái trình độ học vấn. Học vấn, anh muốn sao anh? Nghề nghiệp thì không quan trọng lắm, quan trọng là thu nhập ổn định. Anh muốn trình độ thế nào? Đại học trở lên. Ủa tại sao vậy anh? Sao phải học cao vậy anh? Cái trình độ nó liên quan rất nhiều vấn đề. Trong đó có cái quan điểm sống, cái lối sống và cái lối ứng xử giữa vợ chồng và cái cư xử với hai bên gia đình. Linh nghĩ là đôi khi có những người không có trình độ đại học nhưng họ sống rất là tốt, họ sống bằng cái tâm của họ, cũng đâu có liên quan gì đến cách sống và trình độ đâu anh. Cũng có những người học rất thấp nhưng mà người ta lại là người vợ tuyệt vời. Đúng rồi, đúng rồi đó anh. Mình đồng tình. Còn bây giờ anh yêu cầu đại học thì cái trình độ mình đề nghị ra không phải là tất cả, nó tổng hợp nhiều yếu tố, quan điểm sống và hình thức. Linh nghĩ cái quan điểm sống mới là quan trọng. Vâng vâng. Có thể mình diễn đạt không đúng cái ý của mình nói. Dạ dạ. Thì anh có đưa ra cái chuẩn gì luôn không? Anh nói luôn đi rồi để em tâm sự với chị. Mình muốn có một bé gái. Anh muốn đẻ nữa hả? Vâng. Nếu bây giờ chị ấy không đẻ được con gái, đẻ ra con trai nữa thì sao? Dĩ nhiên là được. Cũng xin phép anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả, mình cứ chia sẻ những cái gì mình mong muốn nhất. Còn quan trọng mình có cái gì để cho đối phương nữa. Yeah. Chứ không phải mình cứ đòi hỏi là đương nhiên mình sẽ được. Đúng rồi, mình cứ nói thật hết những gì suy nghĩ thôi. Khi mà gặp nhau á, cái duyên nó sẽ xóa đi tất cả những cái yêu cầu của mình. Nãy giờ chị cũng nghe anh chia sẻ những quan điểm sống của anh. Thế giờ mình muốn mong muốn tìm một cái người để mà đi với mình cái quãng đời còn lại, thì mình muốn cái người đó như thế nào? Phải mở rộng vòng tay để dìu dắt mẹ con em vượt qua những cái khó khăn và chia sẻ và yêu thương bảo bọc lo lắng cho em, tại vì em chưa có được chưa được chia sẻ và quan tâm. Yeah. Có lẽ chị bên kia chỉ chưa được hạnh phúc trọn vẹn. Em xin phép anh nha, em nhỏ tuổi anh nên xin phép để em qua em nói chuyện với chị chút xíu nha. Chứ không phải là mình chào anh. Chào chị. Hồi nãy Linh trò chuyện với anh kia thì ý anh cũng muốn là chị xin cho ảnh thêm một đứa con nữa. Dạ. Chị thấy sao chị? Nếu như ảnh thật sự ảnh là người tốt mà biết chia sẻ, mở rộng vòng tay, che cái tổ ấm cho em thì cái chuyện đó em sẵn sàng, không có thành vấn đề. Những lúc buồn chị thường tâm sự với ai? Không có ai để tâm sự hết. Cái người chồng cũ có chu cấp hay là có dạy dỗ các con không chị? Dạ không chị, không có chia sẻ bất cứ một cái gì. Một mình em tội nghiệp, ba đứa con em cũng vẫn bất hạnh, thiếu sự dạy dỗ và dìu dắt của cha. Nhưng mà ba người con của chị cũng lớn rồi, có đồng quan điểm để chị bước thêm một bước nữa hay không? Nó nói miễn sao mà mẹ đừng có buồn, mẹ vui thì sao con cũng con chị, dâu đăng ký chương trình. Xin chia sẻ với chị điều đó ha. Dạ. Dạ. Xin xin phép nha. Dạ. Nãy giờ anh nghe chị nói cảm nhận như thế nào hả anh trai? Mình nghĩ là mình có thể chia sẻ được. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng. Dạ.
Dạ chào anh. Chào các bạn. Anh ơi, nhưng mà điều em nói thiệt nha, bây giờ anh cũng đã có hai cháu rồi, chị cũng có ba cháu rồi, thì bây giờ nếu như mà mình hợp với nhau mà mình cảm thấy mình có thể san sẻ trong cuộc sống với nhau được á, nhưng mà chị không thể sanh được nữa, thì điều này nó có làm anh thay đổi quyết định của anh không? Mình nghĩ đứa con nó không phải là tất cả. Nếu sau này thành hai đứa đã có rồi, dĩ nhiên có thêm một đứa bé thì tốt hơn. Không phải là tất cả, không phải là điều kiện tiên quyết. Được nhiều yếu tố thì tốt, còn không thì mình chấp nhận. Bởi vì chính mình cũng chia sẻ là mình thực ra mình chẳng có nhiều để cho bạn đời, mình cũng có ít lắm. Thôi bây giờ có lẽ mình để sự tư vấn của người lớn đi chứ. Dạ. Người lớn là ai nữa, lớn hơn nữa. Anh ơi, có ai đi theo không anh? Có bạn đồng nghiệp. Dạ. Bạn đồng nghiệp. Cái cảm nhận của anh về hai người này thế nào ạ? Hy vọng là sau chương trình này hai anh chị nắm tay ầu ơ với dầu và hát được câu Thương Lắm Mình Ơi là mừng lắm rồi. Rồi, chị gái bên kia chị có đi với ai không? Em đi với chị Cách Nghĩa. Dạ, chào chị ạ. À. Chào Linh với Cát Tường. Cặp này được không chị? Được, nhưng mà điều chị thấy như vậy em đòi hỏi quá cao, đòi hỏi phải đẻ con gái, gũi đẻ con trai nữa rồi làm sao? Chị cũng muốn hai em nắm tay nhau lận mà cuối đời rồi không còn gì nữa hết á. Giờ cuối đời rồi của chưa em cuối đâu, trời mới giữa giữa. Trời ơi, gần 50 tuổi rồi còn nữa em. 50 tuổi chưa cuối đời. Hơn nữa là người rồi còn gì nữa mà giờ sanh đẻ nữa là chị không chịu. Nó bất hạnh lắm. Không được chồng thương rồi con thì tự lo tự nuôi không. Mà nó giỏi lắm, nấu ăn đồ ngon lắm. Thì chị thấy em cũng được nhưng mà điều nói sanh đẻ là chị không chịu. Thôi bây giờ thôi để hai anh chị anh với chị gặp nhau nha. Thật sự rồi em không có dám tư vấn cái này. Nào kéo màn lên. Xin mời anh chị. Lần đầu gặp em thấy anh thế nào? Thấy anh cũng dễ gần. Anh thấy em sao? Anh cũng nghĩ thế. Ừ. Nhưng mà anh. Tính anh thì hơi kỹ tính và hơi nóng tính. Dạ. Em có như vậy không? Em hiền lành nhưng mà em cũng nóng tính. Mà em biết lắng nghe và tôn trọng. Anh thì anh nghĩ thế này. Hôm nay mình có duyên là đã được gặp. Dạ. Hai đứa hay chớp với cái cơ hội đó. À, còn có thành hay không nó lại là cái nợ. Đúng không? Mình đều là những con chim đã từng gãy cánh rồi. Anh mong rằng anh và em đạt được cái mục tiêu giống như anh Quyền Linh và chị Cát Tường mong muốn. Em thì thích nghe nhạc, thích đi du lịch. Giống anh. Hay anh chỉ thích nghe nhạc hay anh hát tặng chị một bài hát gì đi? Xin hát tặng em và tặng anh chị và khán giả bài hát Triệu Đóa Hồng. Một ngôi nhà xinh anh hoa xinh gợi trong tranh vẽ những vui buồn. Lòng anh thầm yêu cô ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng. Tặng một đài dương hoa hồng thắm cho người ca sĩ anh yêu thầm. Dạ, chị cảm nhận như thế nào chị? Anh hát hay. Chị được có thích lãng mạn không? Dạ thích anh, rất thích lãng mạn. Mà chưa được lãng mạn. Anh có thể tổ chức một buổi gặp mặt đầu tiên thật lãng mạn không anh trai? Mình nghĩ là mình có thể. Thí dụ, mình hẹn họ đâu cho nó lãng mạn đi anh? Hợp phố chẳng hạn. Hợp phố là ở đâu? Ngã tư Trần Huỳnh, Lê Duẩn, thành phố Bạc Liêu. Ủa mình gặp ở bữa giữa ngã tư gì đó hả? Chỗ đó là cái gì anh? Cái quán cà phê nhạc chính. Nhưng mà như anh Quyền Linh nói thì có thể giữa đêm 12 giờ hả? Đứng giữa ngã tư cũng được. Đúng rồi. Cũng có thể khi màn đêm vừa buông xuống, sương mờ nó bay là đà, anh đứng nghe chờ ngay ngã tư, cầm một cái bó hoa hồng chờ chị. Và chị xuất hiện đúng 12 giờ, ta tặng một bó hoa, hát bài Triệu Đóa Hoa Hồng đỏ thắm. Đó là một cách cũng lãng mạn đúng không anh? Rồi, thôi thế cũng cảm nhận được rất là nhiều điều rồi ha. Bây giờ anh chị suy nghĩ thật kỹ. Chuyện này hết sức là quan trọng. Nó hệ trọng không chỉ riêng cuộc đời anh chị. Dạ. Mà nó còn hệ trọng đến những người con nữa. Bây giờ anh chị để tay mình nút bấm đi. Mình suy nghĩ thật kỹ. Bấm hay không bấm là quyền của anh chị. 3 2 1. Hết thời gian.
Cảm ơn Quyền Linh và Cát Tường cùng với ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn quý khán giả. Tuy nhiên hai đứa mình thì cũng đã không từng thành công trong cái hôn nhân và tình yêu. Cái sự thận trọng là đôi khi cũng cần thiết. Cho nên mình nghĩ đôi khi mình có duyên rồi đó nhưng chưa có nợ. Quan trọng nhất là hôm nay mình được gặp nhau ở đây và có thể mình sẽ có một cái cơ hội khác, em và cả anh. Xin cảm ơn. Và một điều mà Quyền Linh nghĩ rằng rất là vui nữa là hôm nay anh chị trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu sẽ đi chung một chuyến xe. Biết đâu điều gì sẽ xảy ra trên chuyến xe ấy. Cũng có thể tất cả mọi điều có thể xảy ra nếu ta hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Gửi tặng hai anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc cho hai anh chị sớm tìm được một nửa của mình. Và đặc biệt là chị nhé, người phụ nữ sẽ tìm được một người đàn ông sẵn sàng đón nhận mẹ con chị. Và chúc anh sẽ không ở một mình nữa mà sẽ có một người ở cạnh mình để chăm sóc chia sẻ anh nhé. Vâng, cảm ơn. Dạ.